Xin kính chào quý vị. Bây giờ là trưa ngày thứ bảy, 22 tháng 4, 2017. Hải Công mình đang có mặt ở khu vực quận Tân Bình, đường Nguyễn Thái Bình. Nhiệt độ bây giờ khoảng 33 độ C. Trời nắng nóng. Đây là khu vực phường 12. Bên phải á, còn bên bên trái là phường 4 Tân Bình. Trời chưa nắng nên đường xá vắng thì người ta ngại đi di chuyển lúc này. Trời nắng này bán nước mía rất là đắt đó quý vị. Làm ly nước mía dễ dễ nhiệt ha. Quẹo mấy khu này là hẻm Tân Bình, như đi xem Sài Gòn buổi trưa trong hẻm ha. Hẻm thì nó mát, nó đỡ hơn là đi cái đường lớn thì có bóng râm. Nhà có dạng hoa giấy đẹp quá nè. Đây là đường Hoàng Hoa Thám. Thank you.
quẹo ra. Xe quý vị ha, đi trước nè. Ok, thank you, see you quý vị nha.